Hội Văn học nghệ thuật Việt Mỹ Vala hân hạnh giới thiệu Đại hội Điện ảnh Việt Nam Quốc tế Việt Film Fest sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 17 tháng 4 năm 2016 tại rạp AMC Orange The Block, thành phố Orange. Việt Film Fest sẽ chiếu những cuộn phim xuất sắc của các đạo diễn người Việt từ nhiều quốc gia trên thế giới. Hãy đến xem để ủng hộ phim Việt. Vala trân trọng kính mời.